Vâng, xin chào bác, đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe địa hình rất tốt trong tầm giá. Vâng, Super Anji Classic. Xe có tổng thể xe có tông màu trắng rất là nổi bật. Vâng, bây giờ xin nhớ tổng thể chi tiết của chiếc xe. Vâng, xe tổng thể có tông màu trắng, điểm nhấn ghi trên khung xe những cái màu ghi nhũ nhé. Theo đánh giá thì tổng thể xe khoảng tầm trên 85%. Xe tất cả là màu trắng, đầu tiên đến thân xe. Super chờ sức mạnh, làm từ hợp kim nhôm. Quay đi. Vâng, ở bên dưới là website chính hãng của xe bác nhé. Bác có thể lên trên Google để tham khảo thêm. Toàn bộ xe là tông màu trắng hết. Và những đường chi tiết vân 3D màu ghi này là điểm nổi bật trên khung xe. Mẫu xe rất tốt tầm giá, dòng địa hình. Vâng, ở những video trước thì nó nói những cái dòng địa hình có thường thì có những cái hãng của dòng Chubali, thương hiệu của Mỹ chuyên sản xuất cho ghi đông và cốt điện của xe rất là nổi tiếng. Xe được trang bị với 9 tầng lip, khá là cao. Đây, ghi đông xe cũng của Chubali đây các bạn, thương hiệu Mỹ làm sản xuất cốt yên và yên xe. Tay lắm cao su, còn rất êm và chắc tay, giảm sóc dầu. Phụ đề Antut, Shimano Antut 3 tầng đĩa, Shimano Antut 9 tầng lip. Sóc cũng màu trắng luôn đó nhé. Toàn bộ xe hầu như là khung là tông màu nổi bật là màu trắng. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Lốp xe là lốp xe địa hình, rất nhiều bề mặt gai nhỏ giúp giá xe bám sát mặt đường hơn. Đây là một mẫu xe địa hình rất tốt trong phần giá các bác nhé. Đặt đĩa Shimano Antut. Yên xe cũng màu trắng theo xe luôn. Và cái yên này rất là to các bác nhé. Rộng, dài, thoải mái. Đây, nó bao gồm cả một cái khu vực này của xe. Ngồi rất là êm. Thường thì những mẫu xe địa hình mà khác thì nó sẽ cái yên nó rất là nhỏ, nhưng dòng mẫu xe này thì yên nó rất là to, khác hẳn so với những mẫu yên thông thường khác, rất là êm và chắc chắn. Xe được trang bị với của Shimano Antut 9 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, và đây mình hoạt động của xe. Lên lip. Xuống đĩa. Lên đĩa. Hoạt động rất là mượt mà, không một chi tiết nhỏ lỗi nào cả. Vâng, em vừa đã tổng thể trong chiếc xe địa hình Super, rất tốt trong tầm giá cho các bác. Xe được trang bị với đồ Shimano Antut 9 tầng lip và 3 đĩa,
Xe vẫn còn rất là đẹp, tổng thể trên 85% xe. Tông màu chủ đạo là màu trắng các bác nhé. Xe được trang bị với bộ giảm xóc dầu. Xe bên em có giá là 4.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Nếu là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kêu xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, cảm ơn các bác, hẹn các bác vào trưa ngày mai.